Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha. Mới ha. Ok chưa? Đây, tầng rờ đó đây. Vita chép bạn quân tổng. Cô thì biết delay thì vợ biết bát nó chết thôi. Ok chưa? Biến phát xíu. Rồi, thì bên trong có bao mà. Đây tầng rễ nó biến phát xíu thôi. Đây thì biến phát xíu chạy nguồn 32 phân đo. Đây bên trong mang đây nhỏ nhỏ. Đây là công suất. Ok ha, ngõ ra lo. Thì đối với cái mẫu mạch này thì công suất của nó là 200W 8A, 400W 4A. Cho phép mình tải lo 4 tấc đôi, 5 tấc đôi hoặc là 3 tấc đôi. Còn lo đơn thì 3, 4, 5 tấc đơn. Ok, thì ở đây mình đã lắp sẵn và test với cái thùng 4 tấc đôi ha. Đây. Ok, thì ở đây mình sẽ tiến hành
đời xin tiếng anh vô.